Miệt thứ hôm nay. Luộc ốc hả? Ừ, ốc đâu? Nè 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 nè. Nè chả nè. Con anh này bắt ở đâu vậy? Mấy con vậy? Bắt ở đâu? Ô Minh Thượng luôn hả? Ốc này ốc gì? Ốc gì vậy? Ốc bu đen hả? Em mới biết có ốc bu đen luôn á. Ốc bu đen nó khác ốc bu vàng sao? Chưa, ốc bu đen khác ốc bu vàng sao? À, ngon hơn phải không? Ngon hơn phải không? Đây là xả chứ. Rồi làm gì? Xả chớt rằng là làm nước chấm ốc bu nãy, ốc bu luộc đó, ốc bu ngoài đó nó đang gọng cho nó nhả xịt ra bớt đó. Nhưng mà không thấy ớt đâu vô vậy? Thấy xả không vậy? Tại vì ít ớt, hỏi có ai muốn ăn cay thì làm riêng ra, ớt nhiều vô. Người ta nói mấy người con gái mà ăn ớt thì quá là ghen dữ lắm luôn. Chị ăn thích ăn ớt thì chị không ghen phải không? Đậm không phải không? Ốc này quên lá ốc. em bắt đầu bị lòn xì ngầu rồi đó. Lá ổi phải không? Lá ổi rồi mình luộc rồi mình bỏ vô làm gì? Luộc ốc cho nó thơm. Cho thơm rồi hả? Thơm cho thèm, thèm được mình mới ăn được. Ủa vậy luôn hả? Giờ em mới biết luôn á. Dạ. Xong rồi bắt đầu là chiến đấu với mày là nếu mà luộc ở công là trời ơi chắc mày bị đau bao tử chết, mày có xì ngủ đế. Vậy luôn. Trời ơi, con gái miệt thứ nhậu mấy can. Mấy can bánh xèo mà cứng nó không có gì. Nhìn hấp dẫn quá vậy. Có gồm đường, ớt, xả, muối, tỏi. Tỏi, có chanh không? Không, nước giấm. Nước giấm hả? Nhìn thấy ngon quá à. Em thấy người ta mình ta bán ốc kia không à, là chắc khoảng 30-40 ngàn ký. Ốc này là nhiều canxi á. Nhiều canxi hả? Ngày ngon thì ngày con thì con, mà ngày nào cũng ăn. Nhiều ký chế? 80 ngàn một ký ốc này hả? Nó mắc là ốc bu phải không? Ốc bu vàng á. Thơm quá trời thơm. Đã tán giờ làm được không? Nhà mè ra đúng không? Wow, các bạn xem một con lên. Hấp dẫn quá. Ok, chuẩn bị ăn nha bà con. Chuẩn bị ăn. Má ơi. Thơm quá. Thank you.
thứ đó. Múc ra đó. Rồi mà đi. Đây ơi ơi ơi. Sao mà nó trên trời. Đấy à, tao. Cái người này không thích ống kính bà ơi. Tao tao ăn thì mình đỡ tao vậy, ăn lắm hồi. Một hồi nó múc hết trơn tham này. Ngon không bà? Ngon quá. Xuất sắc phải không? Tiếp bởi tiếp tiếp. Cái này là thiếu cái nữa. Thiếu gì nữa? Thiếu rượu. Thiếu rượu hả? Thiếu bia. Thiếu bia hả? Cái này nè, anh có bia mấy nữa cho lại. Bà uống được nhiêu lít bia? Mấy lon? 7-8 lon vậy. 7-8 lon luôn hả? Đổ mạnh rồi nha. Cái hôm đó này nó cũng không hiểu. Dạ. Uống lần là 7-8 lon không đó. Dạ.